Ê, trước mắt của mình đó là một accident nha, bởi nên mấy bạn đi đường rừng đường núi đó, coi vậy chứ mình lái xe lúc nào cũng tập trung nha. Một cái accident mình sẽ cho các bạn thấy nha, bốn bánh đã chổng lên trời và hút vô vách núi nha, ghê lắm. Bởi vậy bất kỳ tình huống nào, bất kỳ trường hợp nào lái xe lúc nào cũng phải cẩn thận nha, không bao giờ mà được rời mắt khỏi cái đường lái đâu nè. Các bạn thấy không, túi khí đã bung, bốn bánh chổng lên trời, gãy bốn bánh luôn nha. Ồ, giữa rừng đó, mình tự nhiên mình có cái chợ đây, nó kêu là Market Food nè, nó có cái bảng ở đây nè. Wow, giữa rừng có cái chợ để mình ngủ, mình nghỉ, mình mua đồ ăn, mình mua đồ uống, mình đi toilet đồ. Wow, để mình quay ở bên trong nha. Giữa rừng có cái chợ, đông quá trời đông. Bên trong này khá đầy đủ nha. Đằng kia có quầy dairy là bán sữa, trứng, nước, toilet. Đây có một anh gấu, có những cái cô rất là thích chụp hình chung với gấu của anh chụp hình nha. Bây giờ mình mua một lon Arizona tea nha, uống cho nó mát. Sáng giờ nóng quá, với string cheese nha, ăn cho đỡ đói. Bây giờ là ở đây nè, mình có cái rễ cây nè. Đó, cái rễ cây nó bật ra, bạn thấy không? Đó, cái rễ nè, quá trời luôn. Đó, bây giờ mình tới một cái khu rừng mà có hai cái cây, nó to thì là to, hai cái cây nó to lắm. Đấy, các bạn có thể thấy nè, ở dưới cái lớp thân của nó đó, nó mềm, nó rất là mềm. Mình ấn vô giống như là tấm thảm vậy, thảm nhung vậy đó, nó mềm lắm nha. Thật sự là rất là ngạc nhiên khi mà nó mềm giống vậy. Bây giờ mình đi ra đây mình đọc cho mấy bạn nghe coi ở đây nó ghi cái gì nha. Ồ, cái cây này kêu là Turf Twin. Turf Twin có nghĩa là một cái cây, hai cái cây nó sinh đôi á, mà nó cứng á. Nếu bạn đứng từ dưới đây thì nhìn lên mới thấy được cái sự hùng vĩ của nó. Cây rất cao nha, cao khủng khiếp, cao chọc tới chân trời xanh luôn á. Như vậy mà cái cây này vẫn còn chưa có là cái cây lớn nhất ở đây á. Ở đây nó có những cái vết cháy á, nó gây ra thì thành ra là mình mới thấy được những cái độ xót của nó là do cái vết cháy đó. Cái này là cái lõm á, ngày xưa nó có trận cháy á, nó cháy kinh khủng lắm, nó mới tạo ra cái lõm như vậy đó. Wow, mình không biết nó cháy cái kiểu gì nữa mà nó ra một cái lõm khủng khiếp vậy được. Bởi nên khi mình đi những cái công viên quốc gia hay là mình đi những cái nơi này á, mình thấy được cái giá trị lịch sử của nó. Mình phải thấy những cái này, mình chứng minh rõ những cái cây nó sống lâu năm rồi nè, nó tồn tại, nó chứng kiến bao nhiêu thăng trầm lịch sử, bao nhiêu trận cháy rừng rồi nó mới ra được vậy nha. Nãy giờ là mình đi vậy thôi chứ mình chưa gặp được cái con to nhất nha. Bây giờ mình đi tới gặp cái con boss cuối, bây giờ nó to lắm, nó to khủng khiếp luôn á. Đó, bây giờ trời bắt đầu mưa rồi, mưa cũng lớn nha. Mình á, thì mình làm cái công việc này á, thì nó cũng cực khổ lắm, nhiều lúc mưa nắng gì á, mình cũng đi hết thì cũng enjoy. Nhưng mà mình làm cái công việc này á, mình thấy nó là serious, nên mấy bạn nhớ coi, nhớ like, share, subscribe giúp mình để mình có động lực để làm việc nha. Bây giờ mình đi tới đây á, trời nó cũng hên sao nó mưa, mưa là giống như lọc vậy đó. Tại vì Cali nó thiếu nước quá mà, nó cháy rừng liên miên á. Mà có mưa là mọi người ở đây mừng lắm, các bạn có không? Thấy không? Họ vui vẻ vậy nè. Mà đi từ xa xa đó mà nó thấy đó, cái cây đó gọi là General đó. General có nghĩa là to nhất luôn, cao đứng từ đây là bạn thấy rồi, nó cao khủng khiếp luôn. Đây, bây giờ mình tới cây này kêu là General Sherman Oak nha. Cây này là kêu là cao nhất và to nhất, mấy ngàn năm tuổi đó. Đứng dưới đây này mình thấy được cái sự hùng vĩ của nó, cao lắm. Mình nghĩ là cầu 10 người ôm nhau cũng không hết được cái thân, cái đường kính của nó đâu. Đây, cây này là 1.000 năm mà chắc nó hên lắm nha. Chứng kiến nhiều chuyện là mấy bạn nào có mạng quả tới đây coi thử nha. Mấy nào mạng quả tới đây sờ sờ thử coi biết đâu nó hên không. Tại người ta nói mộc sinh quả mà, nhiều khi để đây gặp đại lâm mộc là hên luôn á. Vậy là kết thúc một buổi đi chơi núi nha, khá mệt. Nói chung là trời trên núi là khá mát nhưng mà về lại dưới đất liền thì không biết tại sao nó cứ 100 mấy độ hoài nên cũng hơi đuối. Mà bây giờ đói quá rồi, cũng kêu bò rồi. Thì đi tới cái tiệm này ăn, cái tiệm này tên là Ramen Hayashi nha. Mình ăn đại thôi, nhưng mà cái tiệm này good review lắm. Mình đọc ở trên web á, thấy họ good review lắm, họ cũng 4 sao rưỡi, 5 sao gì á, ở thành phố Fresno. Thì mình vô trong mình quay cho mấy bạn coi thử mình ăn gì, mình quay cái đó nha. Ramen là người Nhật ăn ramen là giống như người Việt Nam mình ăn phở vậy đó. Để coi vô người Nhật người ta ăn sao nha. Đó, bây giờ trong này á là mình cái tiệm này nó khá độc đáo, chỗ là mình phải tự lên, mình tự order chứ không phải là vô mình có server giống như mấy tiệm khác. Mình lên mình có menu nè, mình tự order xong mình lấy cái số y như McDonald's người ta bưng ra, thì mình order mấy cái món giống như là spam musubi nè, rồi còn có su ramen với lại một cái tô cơm. Ra mình review cho các bạn coi. Cái này spam musubi nha, món ăn truyền thống của người Nhật. Cái thịt heo spam là không phải của người Nhật nha, spam là của tập đoàn Hormel của Mỹ nha. Spam là mình có nghiên cứu kỹ tập đoàn này lắm, tập đoàn này rất là ghê nha. Cái spam này gần như là nó bất tử luôn á, coi như là nó không hết hạn á. Thì chủ yếu là chiên lên thôi, spam á, thịt hộp á, heo hộp á, cắt ra chiên lên, bỏ một cơm ở dưới, quấn xung quanh bằng lớp nori, ăn thử nha. Cái này giống như ăn cơm nấm của Việt Nam vậy, cơm nấm muối vừng.
Ăn y như mình làm nha. Có quét lớp nước tương ở giữa. Để qua tuần á, khi nào mình rảnh á, mình làm livestream mình dạy nấu cái món này nha. Nó giỡn thôi chứ dạy gì, chia sẻ thôi chứ cái này dễ lắm, YouTube người ta làm quá trời. Nhưng mà ăn dễ ăn, thực sự rất là dễ ăn. Tonkotsu ramen. Tonkotsu là mì nha, làm bằng lúa mì nha. Tonkotsu là ngon lắm á. Tonkotsu là giống như là người Nhật mà ăn ramen, là giống như người Việt Nam mình ăn phở hồi nãy mình nói rồi đó. Ramen này là có thể tìm thấy tất cả những nơi đâu của Nhật luôn á. Nhật nè, đó hết sảy chưa? Trời, nước dùng á, nước dùng làm bằng xương heo. Việt Nam mình nấu phở thì xương bò. Nó có nori nè, nori là rong biển nè, trứng nè, măng nè, thịt heo này nó nướng lên nè, thịt heo này khá mỡ nha, để mình ăn thử nha. Thường thường á, nước dùng có đậm đà hay không là quan trọng lắm, ăn thua là nước dùng có đậm đà hay không, thử nha mì nha. Ngon lắm. Ngon. Chỉ với các bạn kinh nghiệm luôn á, khi mà đi du lịch á, nếu mà không tìm được phở á, tìm ăn ramen đi, để giống nó ngon lắm. Ăn nó dễ ăn, có nước nước vậy á. Chứ ăn đồ Mỹ, đồ Tàu, đồ Ý, đồ gì đó, nhiều khi cũng đuối quá phải không? Phải chuyển qua đồ châu Á ăn gì có nước là dễ ăn. Nhiều khi không ăn lẩu nổi nhưng mà ăn ramen ngon lắm, thì thật ngon. Cái nước dùng á, nấu từ xương á, mà cái sợi mì, quan trọng là sợi mì nè. Sợi mì ngon lắm. Măng nè, măng cũng ngon nữa. Thịt heo nha. Thịt heo á, nó mỡ, nhưng mà cái mỡ của nó ngon lắm. Nó giống như nó nhiều ở trong miệng mình á. Nó không có hôi, nó không có hôi. Ngon. Cái tiệm này bán ngon thiệt á. Bạn nào ở thành phố Fresno ra ăn thử nha. Fresno mình cũng có người Việt Nam ở cũng nhiều lắm á. Ăn ngon. Hai gia mì ramen nha. Ngon. Cái nào ngon nó ngon. Trứng nào quên. Trứng nè, trứng ngâm nè, trứng ngâm đang phải ngâm kiểu Hàn Quốc nha, ngâm kiểu Nhật Bản. Nhật Bản á, cái lòng trứng á, nè, để gấp cho mấy bạn coi. Đây, cái lòng trứng á, à, cái lòng trứng nè, đó, cái lòng trứng nó béo mà nó trong mà nó ngon lắm, chứ phải như ngâm nước tương nha. Nó ngọt, cái trứng nó ngọt mà nó ngon. Hôm nay đi chơi núi về là mình thấy ngon, mình mang nhiệt tình vậy á, chứ bình thường mình ăn cũng ăn miếng à, mình ăn nhiệt tình lắm. Cái này là don nha, hồi nãy mình có kêu một tô don đó. Nếu mà bạn nào đọc manga đó, có cái chuyện mà người ta đánh lộn á, người ta nấu dành về don á. Don là chẳng qua là cơm trộn thôi, tiếng Hàn Quốc có giống như bibimbap vậy á, nhưng mà tiếng Việt là cơm trộn thôi, cơm tay cầm, tiếng Việt Nam cơm tay cầm. Còn don là cái này một lớp thịt heo, thịt xá xíu ở trên, sốt đậu hòa lan, mè, cái hành tây nướng lên, ăn thử nha. Ngọt ngọt. Sốt teriyaki, sốt teriyaki, thịt 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 nướng. Cũng ngon, ngon, ngon hơn nhiều so với những cái quán mà ăn ở ngoài mo, ngon. Lột đậu ra. Ăn vừa ăn lắm, nhưng mà theo mình hơi ngọt, phải xin thêm nước tương. Lát mình lên mình xin thêm nước tương, theo mình hơi ngọt, có nấm, nấm đông cô. Nấm đông cô, mình nấm đông cô. Ngon. Thì mày ăn được hết nha, gia vị đấy giờ là rất là vừa ý luôn, rất là vừa miệng luôn á. Bạn nào tới đây ăn thử nha. Spicy nha, spicy miso nha, cũng giống như ramen hồi nãy, nhưng mà cái nước có vẻ nó trong hơn. Cái nước này là nước clear, cái ramen hồi nãy là nước dùng làm thịt heo. Đó, trong, mì ngon, spicy nha, để mình coi cái vụ spicy này nó làm sao nha. Mình là ít ăn spicy lắm, giờ mình ăn thử nha. Spicy. Cái mùi rất khác. Mùi giống mùi lẩu Thái hay sao á. Hơi kỳ kỳ mà giống mùi lẩu Thái, nhưng mình thích là thích cái tầm có xù hồi nãy hơn. Cái đầu tiên á ngon hơn. Cái này giống mùi lẩu Thái á. Cay, cay. Đúng với tên đó luôn. Bãi xì cay. Nước nha. Nước có bắp. Cái này 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 không có bắp. Cay. Ngon. Nước dùng thanh hơn so với cái nãy, nhưng mà nếu mà so với hai cái mình thích cái nãy hơn. Cái nước dùng heo hơn. Cái này nước trong. Chứ không phải là nước đục giống hồi nãy. Nước đục hồi nãy nó nhìn nó ngon hơn. Cái này nước trong, cay, khá cay. Theo mình là cay, nhưng mình là mình không thích ăn cay mấy. Vậy là kết thúc một ngày đi chơi nha. Nhưng mà tối về khách sạn về sớm biết làm gì nha. Xoài nha, xoài mễ vàng vàng. Mình có đem có lại muối, gọi là muối tôm, ăn phê lắm. Nice. Cá hồi xì mốc sau mình, cá hồi xung khói, ăn làm sao mà thiếu được. Bia nha.
tối lên phòng đâu biết làm gì, uống bia, ăn cá hồi, ăn xoài, hết sảy. Chào mọi người video này nha. Tết này video này là quá mệt rồi, tới đây là quá vui rồi. Mọi người nhớ like, share, subscribe cho Jimmy Uncle nha, để mình có động lực mà làm việc ra những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.